Chào mừng quý bà con đến với buổi sáng hôm nay nha. Hôm nay mình chia sẻ cho bà con về thời tiết ngày 24 tháng 5 bà con ơi. Hôm qua là ngày 23 tháng 5 mình bầu cử, nay là 24 tháng 5 nè. Sáng 5 giờ là trời ông mưa rồi, ông mưa tới giấc này là 9 giờ mấy rồi, 9 giờ 15 rồi bà con ơi. Mà chưa hết mưa nè, mưa cả hơn 4 tiếng đồng hồ. Rồi sáng mình muốn đi làm mà chưa đi làm được nữa bà con ơi. Nay mưa quá trời. Giờ này mà còn mưa nè. Mình ở nhà mình quay vòng vòng cảnh quan của quê mình cho bà con xem nha. Đây quê mình thì cũng có cây xoài nè, dừa nè, đây cái cổng ra đường của nhà mình nè bà con ơi. Đó, bên đó là đường lộ. Đây là sân nhà của mình, trời đang mưa gốc gách nè, chưa đi làm được nè bà con ơi. Đây là cái hồ cá của mình nè bà con ơi. Đây là hồ cá, mưa mấy con cá nó lặn đâu hết trơn rồi. Để nó nổi lên mình quay cho bà con xem. Lặn hết rồi, đây có mấy con cá chép nó đang nổi lên nè. Trời mưa nó cũng không có lên ăn nữa, lạnh. Hôm nay không đi làm được, ở nhà quay vòng vòng cảnh quan của quê nhà mình cho bà con xem nha. Đây là vườn xoài của mình nè bà con ơi. Trời giấc này mưa là không có một bước chân người ra đường nữa. Từ đầu mùa đến nay là có cây mưa này là dai nhất nha bà con. Hôm nay là cũng qua ngày bầu cử rồi, chứ nếu mà trúng ngay ngày bầu cử này là tới giấc này là chưa có ai đi bầu cử được nữa. Mình quay cảnh quan của mình, quê nhà mình cho bà con xem. Mấy con cá này nó không nổi lên, để nó nổi lên mình quay cho bà con xem nha. Có mấy con cá nó nổi lên, nó ít con đó. Mấy con cá đây mình nuôi mấy con cá chép bà con ơi, để mình lấy thức ăn này mình cho nó ăn cho bà con xem nha. Để mình dặn ra mình cho nó ăn, sắp 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 cho nó nghe cho nó lợi không. À, mưa lạnh quá mình không lợi ăn bà con ơi. Có gãy mồi xuống này. Mưa quá nó lợi ít xíu à. Có mấy con đó nó lợi nó ăn đó bà con ơi. Đây mình nuôi con hồ mấy con cá chép. Mưa lạnh quá nó không có lên ăn được nữa. Thời tiết thay đổi là con cá mình nó cũng ngưng ăn nữa bà con ơi. Khi nhiệt độ nắng ấm áp rồi nó lên nó ăn nhiều. Hồ này mình để nuôi mình làm kiểng chơi bà con ơi, chứ không có nuôi gì nhiều. Thôi quay chia sẻ cho bà con xem chút thôi. Mến chào bà con nha, hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo nha bà con. Thôi chào bà con nha.